Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Linh Farm Channel. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng chạp, cũng gần đến gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán tại Việt Nam rồi quý anh chị và các bạn. Và hôm nay thì mình vừa trồng xong rừng keo tại nhà, cũng trong một trong những ngày giáp Tết. Thì hôm nay mình sẽ quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về rừng keo mới trồng khoảng 10 ngày quý cô bác anh chị. Và giờ mời mọi người cùng xem những cái keo nó phát triển như thế nào nhé. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video ủng hộ mình với cả nhà nhé. Đến đây là đồi keo phía sau nhà mình, quý cô chú anh chị và các bạn. Thì vừa rồi thì nhà mình cũng vừa trồng xong đồi keo này, bây giờ thì khoảng được 10 ngày. Về quê mình là tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nên là người dân ở đây chủ yếu là trồng keo là cây thu nhập chính trong những năm gần đây. Bây giờ mình xin phép quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về những loại cây keo mới trồng. Đối với những cây keo mà tại đất trung du đồi núi như là ở quê mình thì mọi người trồng chủ yếu là không cần trồng vào bào để khi trồng. Tại vì khi chúng ta trồng những cây keo không cần bào thì chúng ta có thể cho những cái rễ của những cây keo nó sẽ phát triển nhanh hơn. Còn khi mà chúng ta vào chọn lựa những cây chấm keo mà có trong bào thì nó chậm ra rễ và ăn vào đất nó lâu hơn. Nên là ở đây thì quê mình thì chủ yếu là trồng keo không dùng bào. Và ở đây thì những cô chú anh chị và các bạn làm vườn ươm thì cũng làm hai loại, là cũng vừa bào và vừa cho những cây keo nó ra rễ riêng. Thì mọi người thích loại nào thì có thể lựa chọn để về trồng những loại keo cho phù hợp. Nhưng mà riêng đất tại quê hương mình thì đa số mọi người đều chọn những giống keo, cây keo không vào bào để cho nó bén rễ nhanh hơn. Đây, những cây keo này thì mới trồng nên là nó cũng chưa phát triển lắm. Nhưng mà cây keo ở đây thì nó rất dễ phát triển, nó rất dễ làm bén rễ khi chúng ta trồng thì rất là nhanh. Nó nhanh ra rễ và nhanh phát triển. Cái đầu keo tại nhà mình thì hôm cách đây tầm 3-4 tháng thì đã bón khai thác xong và bây giờ bắt đầu trồng lại là cuối tháng 11, đầu tháng chạp. Tại vì trồng keo mùa mưa thì những cái keo sẽ nhanh phát triển, và khi mà có mưa xuống, có độ ẩm cho đất thì những cây keo nó không bị chết. Và mọi người thường xuyên trồng keo vào tháng 10, tháng 11 gần Tết để cho những cây keo nó dễ sống và dễ phát triển. Và khi trồng keo thì chúng ta cũng lưu ý là cách trồng những cây keo nó cách nhau một khoảng cách tầm 1 mét hoặc là 1 mét 2, để khi mà nó phát triển nó ra tón lớn rồi nó ra rễ và ra tón cây thì nó không có gần nhau có thể bị rập và nó khó phát triển.
Còn khi chúng ta trồng xa nhau thì khi mà lớn thì cái tán nó ra rộng và nó có một đất trống để cho nó phát triển tốt hơn. Và ở quê mình thì những cây keo được trồng khoảng 4 năm đến 5 năm là chúng ta có thể khai thác. Thường thường thì 4 năm là người dân tại quê mình là khai thác trong cái độ 4 năm. Và khi mà những cây keo lớn thì chúng ta cũng có thể để lại tầm 5-6 năm để lấy gỗ. Thì gỗ keo cũng là một trong những loại gỗ cũng rất là tốt để đóng bàn ghế. Đây là cái đồi ở phía sau nhà mình, nên là quý anh chị cô bác thấy là nó hôm trước thì có làm cái đường này để cho xe nó vào để nó để keo khai thác, và bây giờ thì đã tiến hành trồng. Đây là toàn cảnh ở cái đồi phía sau nhà mình, bao gồm là phía bên đằng xa kia nữa. Bây giờ thì mình đang đứng trên phía trên đỉnh của cái đồi phía sau nhà. Bây giờ mình sẽ quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem những cây keo nó đang phát triển. Và mình thì cũng là keo, khi chúng ta mới trồng thì để cho nó phát triển tự nhiên. Và sau khi khoảng gần 1 năm thì chúng ta tiến hành phót một lần để dọc bớt những dây hoặc là những cây nó bám vào trên thân keo cho cây keo nhanh phát triển. Và tại quê mình thì trồng keo thì cũng đơn giản vì nó không cần phải trồng bằng bào, nên là chúng ta chỉ cần dùng xà beng và nạp một lỗ xuống đất tiến hành trồng và dạt đất vào. Thì đặc biệt thì những cây keo thì nó rất là thích đất đồi núi cũng như là đất có đó, thì nó sẽ nhanh đất thịt nó nhanh phát triển. Nên quý cô chú anh chị và các bạn, nếu ở đất đồi núi thì chúng ta cũng có thể trồng keo thu hoạch thì nó cũng rất là nhanh phát triển. Cái đây là những cái cây keo cũng được gần 1 năm rồi, đã phát triển cái đây. Còn ở dưới đây thì đã trồng được 4 năm rồi, và vừa rồi mới thu hoạch, bây giờ thì bắt đầu trồng lại. Là những cái thường thường thì những cái keo nó khi mới trồng thì chúng ta lựa những khoảng thời tiết mà nó không quá nắng để chúng ta trồng, có mưa thì còn tốt để cho rễ của cái keo nó ăn sâu vào đất để nhanh phát triển. Còn khi chúng ta trồng trời nắng thì phải, nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn ở gần nhà thì cũng có thể tưới nước để cho nó nhanh bén rễ. Còn nếu mà ở xa thì chúng ta cũng nên lựa chọn những thời tiết mà cho nó phù hợp. Và cái khâu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Chúng ta cũng ít nhất thì một năm chúng ta phót keo một lần để cho những cái dây nó không bám vào thân của cây keo để cho nó phát triển tốt. Còn trồng keo thì chúng ta cũng không có những kỹ thuật nào nó cao siêu, chúng ta cũng có thể trồng đơn giản và để cho nó tự phát triển. Khi nó bén rễ ra và nó phát triển vào thì nó phát triển ra thì những cái keo này nó phát triển lên rất là nhanh. Và thường thường thì những cái keo nó nằm
trong khoảng thời gian là 2-3 năm trở đây thì nó phát triển đặc biệt rất là nhanh. Khi đó thì những cái tán cây của những cái keo nó phát triển, nó phân nhánh ra nên là đón ánh sáng được mặt trời rất là nhiều, nên là thời điểm đó là những cây keo nó phát triển rất là nhanh. Còn thời điểm mà nó chậm phát triển nhất là cái thời gian là gần một năm đào hoặc là mới trồng bây giờ. Thì chúng ta đây, như mình quay cho quý cô chú anh chị và các bạn thấy, thì chúng ta không thấy rõ được những cây khi mà chúng quay gần vào mới thấy những cái keo. Với lại đất của mình là đất núi, đất thịt nên là đồi núi là nhiều, nên là chúng ta khó có thể là nhìn kỹ được những cái keo nó phát triển như thế nào. Đây, như đây là một cái keo cứ trồng như vậy, và bắt đầu sau một thời gian thì cái phía trên này, cái ngọn của nó sẽ bắt đầu nó đón ánh sáng và nó sẽ vươn lên phát triển. Còn những cái lá này nó sẽ, bên đây là nó sẽ phân ra những cái cành, phân nhánh ra và nó cũng đón ánh nắng mặt trời. Và trồng keo thì chúng ta cũng không cần phải tưới nước thường xuyên. Với những thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể tưới nước, nhưng mà keo thì nó sẽ tự nó phát triển rất là nhanh. Như vậy thì vừa rồi Phạm cũng đã quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về trồng keo tại quê hương mình. Thì cũng gần đến Tết Nguyên Đán rồi, thì mình cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, và cũng gần Tết đến Tết cổ truyền của Việt Nam rồi. Thì mình sẽ làm video vlog đang lên kênh Linh Phong Channel này, thì mong quý cô chú anh chị và các bạn xem, ủng hộ mình cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ video. Và xin chúc cho những cô chú anh chị và các bạn ở Đức ngoài, thì mình năm nay là một năm rất là khó khăn, năm vừa rồi là năm một rất là khó khăn về dịch Covid cũng như là những thiên tai, nên là đa số cô chú anh chị và các bạn ở Đức ngoài thì năm nay chắc cũng không về quê ăn Tết cùng với gia đình được. Thì mình cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có một năm mới vui vẻ, và mình sẽ cập nhật những video về ngày Tết cũng như là chuẩn bị đón Tết trong thời gian sắp tới trên kênh này. Thì mong quý cô chú anh chị và các bạn xem và ủng hộ mình với nhé. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và like, chia sẻ video ủng hộ mình với. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn xem về cái trồng keo tại đồ keo phía sau nhà mình. Thì xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn.